Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Xe ơi. Hôm nay em quay một chiếc Wrangler XLS AT màu đen này. Xe này thì thời điểm này thì gần như toàn bộ xe cũng sẽ full full phụ kiện như này. Thì mình có thể thấy nhanh qua là ốp cua lốp này, nắp thùng này, gập gương này, ốp tay nắm cửa. Cái này thì nó thiếu ốp mạ viền đèn thôi, tùy vào từng nhu cầu của mình. Đa phần những cái lớn như là nắp thùng này, ốp cua lốp này, hay là gập gương, ghế da, phim sàn cam hành trình thì đã được trang bị đầy đủ rồi. Hiện nay thì mẫu xe này đã tăng giá niêm yết với phiên bản 2022. Xe 2022 thì về rồi nhé. Wrangler là dòng bán tải duy nhất hiện nay ra giáp trong nước, nên là mình đang được hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Giá niêm yết thì tăng 12 triệu, cụ thể là 662 triệu. Thuế giảm 50% thì đâu đó là mình nộp vào khoảng 21 triệu hay 22 triệu đúng không ạ? Tuy nhiên thì thời điểm này đa phần cái xe Wrangler XLS ra biển thì đâu đó cũng phải loanh quanh khoảng toàn 730 đến 750, tùy vào từng xe từng màu nhá. Để tốt nhất thì anh chị alo liên hệ giúp em. Đó, xe này thì bên em đã làm đầy đủ như là thảm 6D này, ghế da này, đó, cam hành trình dán phim gần như là đầy đủ. Và với phiên bản số tự động này thì thật sự là thị trường đang khá cháy xe, kể cả xe 2022, xe 21 thì chắc là hết sạch rồi. Bác nào có nhu cầu mua xe trước Tết này, tìm mua Wrangler ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì vui lòng alo trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên video giúp em nhé. Đặc biệt là với cái xe màu đen như này, lắp đầy đủ phụ kiện rồi. Đây, ốp đèn đằng sau đây, dù chúng ta không lắp ốp đằng trước, nắp thùng. Đấy, hiện nay thì giá những cái nắp thùng như này trong hãng đâu đó dao động khoảng hơn 30 triệu, tùy vào kiểu dáng mẫu mã. Chúng ta có nắp cao này, nắp thấp này, cao không đèn, cao có đèn này, nắp điện này, nắp cuộn này. Một số loại nắp sẽ phải đăng ký hoán cải. Chi phí như nào thì các bác alo giúp em. Đó, lăn bánh đâu đó thời điểm này trước Tết thì phải hơn 700. Còn mình thật sự có nhu cầu ấy thì có thể đặt chờ mua qua Tết. Và phiên bản 2022 thì vẫn bán form như này nhá. Form mới bên Thái Lan thì cũng chưa có thông tin gì đâu ạ. Nên là mình cứ cân đối tham khảo thêm. Với các bác mà xem video lần đầu ấy thì tìm hiểu xe lần đầu, thì đây, cái Wrangler XLS AT là xe một cầu số tự động bán chạy nhất của Ford tại thị trường Việt Nam. Xe thì được trang bị cơ bản thôi. Với nguyên bản của nó thì sẽ là đèn halogen này, đều là halogen projector hết. Thì cái này nó hơi chậm công nghệ một chút so với những cái mẫu cao cấp. Tuy nhiên thì nó cũng có cái ưu điểm, ví dụ như là cái đèn projector, đèn vàng thì chúng ta cái điểm chiếu sáng và khả năng đi trong cái môi trường thời tiết xấu sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì nó không bền và không sáng như là đèn LED thôi. Đó, phiên bản này thì không có cảm biến trước sau, chưa có camera lùi, ghế nguyên bản là ghế nỉ. Đó, thì đó là những cái mà mình là nhược điểm. Tuy nhiên thì ưu điểm của xe này thì thật sự là có rất là nhiều. Đầu tiên là về giá bán thì 662 triệu thì vẫn rẻ hơn khá khá các đối thủ khác, ví dụ như là Nissan Navara này, BT50 này, Toyota Hilux. Đó, chúng ta chỉ cao hơn Mitsubishi Triton. Tuy nhiên Triton bản 630 thì nó là bản thấp và nó kém đi khá là nhiều. Chúng ta còn một bản 720 triệu của Mitsubishi cơ. Đó, nên là cái phiên bản và cái nhu cầu một cầu số tự động với cái phiên bản này thật sự là giá nó rất là mềm, hợp lý. Ngoài ra thì chúng ta có cruise control này, vô lăng điện trên tất cả các phiên bản này, cân bằng điện tử này. Đó, đây, cân bằng điện tử này. Hệ thống giải trí, màn hình thì thật sự là chúng ta không phải độ thêm cái màn hình như này nữa. Màn hình 8 inch này có thể kết nối thẳng, nếu như chúng ta làm camera lùi có thể hiển thị thẳng trên màn hình zin của nó nhé. Không cần phải độ đẽo quá nhiều mà vẫn đảm bảo về bảo hành, bảo dưỡng. Đó, đơn giản thôi. Còn cái đấy một nguyên nhân chủ yếu là vì
cái chất lượng xe này, chất lượng chở tải này, thương hiệu này, tính thanh khoản khi mà chúng ta sử dụng xe và bán lại để nâng đời, thì thật sự là cái dòng này bán cao, nhập cao và thanh khoản rất là nhanh, giống như Vios của xe sedan vậy. Nên là mình thật sự là nếu như mua lần đầu thì nên tìm hiểu kỹ và tìm hiểu sâu cái dòng Wrangler XLT này. Thì cá nhân em thì đánh giá con này là đáng mua nhất, còn nếu không chúng ta thể qua Toyota Hilux đó. Rồi, video đánh giá nhanh và báo giá nhanh về Wrangler XLT. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái phiên bản tiếp theo.